Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Nha Khoa Hương Tâm. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được gặp gỡ lại chị Quỳnh. Và mọi người còn nhớ chị Quỳnh không ạ? Chúng ta đã gặp chị Quỳnh cách đây 4 ngày và ngày hôm nay chính là cái thời gian chị đến Nha Khoa Hương Tâm để gắn răng sứ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với diện mạo mới của chị Quỳnh nhé. Dạ, em xin chào chị Quỳnh ạ. Dạ, chị hôm nay thì chị có thể chia sẻ cái cảm xúc của chị lúc này khi mà chị vừa mới gắn răng sứ xong được không ạ? Cảm xúc của chị lúc này là rất là coi như là hài lòng về cái màu sắc của răng sứ sau khi thay, và nói chung là hài lòng về cả cái trong quá trình làm thì bác sĩ rất là tận tình hướng dẫn kỹ và giải thích rõ những cái quy trình khi mà bắt đầu mình thay cái sứ kim loại sang răng sứ. Dạ, vậy thì chị Quỳnh ơi, thì hiện tại đó thì chị thấy được, chị có thể so sánh được là cái sứ kim loại trước đây và cái răng tàn sứ mà ngày hôm nay chị được ân tâm gắn cho chị không ạ? Thì đợt trước lúc mà chị gắn cái răng sứ kim loại thì cái màu sắc của nó đục, và sau khi sử dụng 9 năm và đợt rồi là thêm có hai cái là 2 năm á, thì cái màu sắc của nó chuyển sang cái màu xanh đậm đen, nên nhìn nó cảm giác nhìn vô là nó không thật rồi. Nhưng còn đợt này khi mà hồi nãy bác sĩ mới gắn cái răng tàn sứ vô á thì hoàn toàn hài lòng, nó rất là giống với cái răng của những răng xung quanh và cái hàm dưới. Vậy thì chị Quỳnh ơi, mình có thể chia sẻ thêm một xíu nữa là cho các vị khách hàng, những vị khách hàng đang mang răng sứ kim loại đó cũng rất tò mò và muốn thay đổi răng sứ toàn sứ nhưng mà không biết cái quy trình như thế nào, thì chị Quỳnh đã trải nghiệm tại bên Nha Khoa Hương Tâm rồi, thì mình có thể nói sơ về các bước mà bác sĩ sẽ tiến hành cho mình không ạ? Thì lần trước khi mà liên hệ với bên Nha Khoa Hương Tâm để làm thì trên quá trình mà chạy xe trên đường thì mình cũng rất là hồi hộp, không biết là sau khi mà vô phòng thì có quá trình nó sẽ như thế nào, có đau không, rồi có làm bị ảnh hưởng đến cái răng cũ mình hay không. Nhưng mà cái bác sĩ thì làm rất là nhẹ nhàng, rồi nói chung là trong quá trình làm rất là động viên, nhưng mà kiểu là tạo cho mình cảm giác rất là thoải mái. Thì cái quy trình ban đầu là bác sĩ sẽ mài đi cái lớp sứ bên ngoài, thì sau đó nó còn là cái lớp kim loại thì bác sĩ mới lấy ra. Thì khi mà lấy ra thì cũng có cho mình xem, thì mình thấy là nó bị oxy hóa ở trong, nó cũng tạo cái phản ứng oxy hóa làm ảnh hưởng cái răng trong của mình nữa. Thì sau khi mà bác sĩ lấy răng xong thì đầu là đo cái niêm răng của mình và đo cái màu sắc. Thì sau 3 ngày có một hẹn mình quay lại bên Nha Khoa Hương Tâm để mà gắn răng thật vô. Thì khi mà lên trên phòng để cho các kỹ thuật viên người ta so sánh cái răng á, thì họ làm rất là chuyên nghiệp, và cái màu sắc hiện tại khi mà gắn vô răng hiện tại của mình thì mình cảm thấy rất là hài lòng. Dạ. Vậy thì cái như chị Quỳnh chia sẻ đó là mình rất là lo lắng trước khi mà đến thay sứ đúng không? Thì quá trình làm như vậy như chị kể đó thì mình có đau hay là có bất cứ cái gì làm cho mình không an tâm không chị? Nói chung là rất là hài lòng, không có đau gì hết. Bác sĩ làm việc rất là chuyên nghiệp, tạo cảm giác rất là thoải mái, không có cái như là quên hết thì không sợ hãi, còn cảm giác mà sợ, tại vì cảm giác của mọi người là cứ khi đụng đến răng là sợ, không cần biết là vấn đề gì mà cứ đụng đến răng là sợ. Nhưng mà khi mà chị làm cái bọc lại răng sứ ở đây thì chị thấy nói chung là nó không có để lại cái cảm giác mà sợ hãi như mình. Vậy thì chị Quỳnh ơi, em cũng xin cảm nhận của chị Quỳnh thêm một xíu về cái chương trình này, chị có cảm thấy nó ý nghĩa và nó thiết thực không chị ha? Chị cảm thấy rất là ý nghĩa, nó mang tính thiết thực cộng đồng, giúp cho những cá nhân hay những người mà đã thay răng sứ kim loại trước kia mà hiện tại người ta đang gặp cái vấn đề giống như là đang bị trục, bị so, bị màu đen, thì họ sẽ có cơ hội đổi lại răng tàn sứ mà lại không tốn bất kỳ một chi phí nào, nhưng lại được bù lại là cái chất lượng và cái quy trình làm việc rất là chuyên nghiệp của bên đội ngũ bác sĩ. Dạ, em xin cảm ơn chị Quỳnh. Thì em cũng xin một cái lời của chị Quỳnh nữa để động viên những vị khách hàng nào mà mình đang mang răng sứ kim loại và cũng đang giống như chị Quỳnh trước đây, mình cảm thấy là lo sợ và phân vân, không dám đến thay sứ. Thì chị có đôi lời nhắn nhủ gì đến các vị khách hàng không ạ? Mình thật lòng thì mình rất là hạnh phúc và rất là, nói chung là bây giờ rất là hài lòng. Thì mình cũng xin chia sẻ với tất cả các anh chị đang có nhu cầu muốn thay răng sứ kim loại qua răng tàn sứ mà không tốn bất cứ chi phí nào, thì mình hãy cứ mạnh dạn liên hệ với bên Nha Khoa Hương Tâm. Bên đây sẽ có đội ngũ tư vấn và bác sĩ thực hiện rất là chuyên nghiệp và sẽ mang đến cho mình sự hài lòng hoàn toàn. Qua cái chương trình bên Nha Khoa Hương Tâm tài trợ thay răng sứ kim loại qua răng tàn sứ, mình là
trọn vẹn, không có tốn bất kỳ một cái phí nào, thì thực sự là cảm giác của mình bây giờ rất là hài lòng và rất là vui, rất là hạnh phúc. Xin gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ và các kỹ thuật viên cũng như các bạn tư vấn trong trung tâm Nha Khoa Ân Tâm đã dành cho mình coi như là một cái món quà rất là ưng ý và rất là hài lòng trong dịp năm nay. Dạ, em xin cảm ơn chị Quỳnh. Mọi người ơi, nãy giờ thì chúng ta cũng vừa được lắng nghe những chia sẻ thiết thực nhất từ chị Quỳnh, và hy vọng rằng những lời chia sẻ động viên của chị Quỳnh sẽ gửi đến cho những vị khách hàng nào mà mình đang mang răng sứ kim loại có thể có thêm niềm tin và động lực nữa để có thể thay đổi răng toàn sứ tại Nha Khoa Ân Tâm. Nha Khoa Ân Tâm cũng còn rất là nhiều suất ưu đãi nữa, thì hy vọng rằng trong những số tiếp theo thì Nha Khoa Ân Tâm sẽ được gặp gỡ thêm nhiều vị khách hàng hơn nữa, và hẹn gặp lại mọi người trong những số tiếp theo. Và đặc biệt mọi người cũng đừng quên nhấn nút subscribe để đăng ký và